Chào mừng tất cả quý khách hàng. Vậy là bên cạnh chị một chiếc xe Toyota Vios 1.5 eCVT phiên bản mới nhất 2023. Trong tháng 12 này, chương trình xả kho khuyến mại mà hỗ trợ đến gần 150% thuế trước bạ. Vậy là gì ạ? Một chiếc xe Vios eCVT số tự động giá chỉ còn có hơn 400 triệu đồng. Hơn 400 triệu đồng anh chị nhá. Trong khi đó, chi tiết trong tháng 12 trả góp 0% là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng cập nhật theo dõi ngay bây giờ. Toyota Việt Nam phân phối Vios thì có đến 3 tùy chọn. Nhưng trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi riêng về phiên bản 1.5 eCVT như thế này. Rất sang trọng, lịch lãm và bề thế đúng không ạ? Với giá niêm yết của 1.5 eCVT trong tháng 12 sẽ là 528 triệu đồng. Xe thì có rất nhiều màu sắc lựa chọn. Còn nếu anh chị nào yêu thích những màu trắng ngọc trai thì có mức giá cộng thêm 8 triệu đồng. Đó chính là cái phần giá niêm yết rồi. Không cần bàn cãi nữa rồi, của nhà máy rồi đúng không ạ? Nhưng hay nhất trong tháng 12 là gì ạ? Đó chính là cái chương trình khuyến mại hỗ trợ từ chính phủ 50% thuế trước bạ. Tiếp tục hỗ trợ từ đại lý cũng như là nhà máy lại lên đến 50% thuế trước bạ nữa. Nhưng chưa hết đâu anh chị nhá. Phía đại lý chúng tôi còn tăng thêm chương trình khuyến mại. Có nghĩa là tổng khuyến mại của chúng ta, ví dụ như một chiếc 1.5 eCVT đi, 528 triệu đồng. Giá bán ra thì chúng tôi bán ra chỉ còn có hơn 480 triệu thôi ạ. Rẻ chưa ạ? Quá rẻ rồi. Trong khi đó chúng ta lại được tặng bảo hiểm, tặng phụ kiện, một con số cực hời luôn. Và số lượng thì có giới hạn anh chị nhá. Anh chị phải thật nhanh tay. Đây đó chính là cái thời điểm vàng. Vì sao ạ? Hết ngày 31 tháng 12 2023 thì chính phủ sẽ dừng việc hỗ trợ 50% thuế trước bạ. Cái ưu đãi kép, ưu đãi đơn, đãi kép như thế này thì nó sẽ hết. Và đây đó chính là cái thời điểm mà anh chị mua một chiếc xe Vios eCVT với giá quá hời luôn. Không thể tin được luôn. Một cái khuyến mại rất hay nữa trong tháng 12 là gì ạ? Đó chính là chương trình trả góp lãi suất chỉ có 0% thôi. Khi mà anh chị chỉ chuẩn bị cho em đúng từ 150 triệu đồng. Đúng từ 150 triệu thôi ạ. Mà hàng tháng chỉ trả 5-7 triệu, 3-4 triệu tùy từng cái gói vay. Anh chị vay ở mức bao nhiêu tiền? Thời gian vay chúng ta là vay được đến tận 8 năm. Vay được đến 85% giá trị xe. Tuyệt vời chưa ạ? Thủ tục thì cực kỳ là đơn giản. Hỗ trợ từ Bắc vô Nam luôn. Toàn quốc, chúng tôi giao xe toàn quốc ra tất cả các vùng miền anh chị nhá. Chỉ việc ngồi ở nhà, thủ tục thì quá đơn giản rồi. Chúng tôi chỉ cần nhận những hồ sơ thủ tục đơn giản là đã giải ngân để giao ngay chiếc xe cho anh chị. Trong khi đó hỗ trợ trả thẳng, trả góp thì chúng tôi sẽ hỗ trợ chìa khóa trao tay, có ngay chiếc xe Vios ở thế hệ mới. Rất tuyệt vời đúng không ạ? 1.5 eCVT. Anh chị có thể nhìn thấy chi tiết ở đây rồi. Đúng không ạ? Và gì nữa? Tổng giá lăn bánh. Giá lăn bánh 1.5 eCVT khi mà hỗ trợ 50% của chính phủ, 50% của đại lý và nhà máy là 100% thuế. Thôi chỉ còn mỗi giá xe không thôi. Trong khi đó thì chúng ta lại trừ tiếp thêm tiền mặt nữa. Thì lăn bánh chắc chắn sẽ là dưới giá niêm yết anh chị nhá. Một con số cực là hời luôn. Tặng bảo hiểm, tặng phụ kiện, chi tiết cho từng vùng miền là như thế nào, anh chị liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng để ngắm nhanh chiếc Vios eCVT trước khi đến phần tổng kết. Xin mời anh chị. Vios 1.5 eCVT, đây là một chiếc màu trắng ngọc trai anh chị nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy này, cụm đèn bi LED eCVT mà đã trang bị cụm đèn bi LED rồi. Đây, Văn Hội sẽ bật lên để anh chị có thể nhìn thấy. Nó không khác gì một trong những cái siêu phẩm luôn. Rất nổi bật luôn. Vios 1.5 eCVT quá sang trọng, đầy đủ bề thế, đèn bi, đèn LED daylight cũng như là đèn sương mù, logo to bản, những cái đường gân dập nổi, bề thế. Trong khi đó phần thân xe đây, quay thoáng, quay rất nhanh thôi. Để anh chị ngắm nhanh qua la răng này, 4 bánh phanh đĩa anh chị nhá, 4 bánh phanh đĩa luôn. Chúng ta sẽ cục gương điện, chỉnh mặt gương điện, hay như là chìa khóa này, đây đã dán phim rồi đúng không ạ? Anten vây cá mập, thân xe to bản, la răng 15 inch. Ở đằng sau đây khả năng tiết kiệm nhiên liệu này, 4,67 lít anh chị ạ, quá tiết kiệm rồi. Đường phía sau cũng sẽ mở cốp, điều khiển trực tiếp trên chìa khóa bằng điện luôn. Đèn LED cho đèn hậu phía sau đây,
528 lít cái cốp này. Cốp này rất rộng này. Chúng ta mở thử luôn này. Đó. Đây anh chị nhìn này. Cốp rộng ạ. Mà duy nhất là Vios là có ghế gập thông khoang hành lý nhá. Cả hai ghế luôn. Ghế da này, ghế da lại gần gập thông khoang hành lý luôn. Cả hai bên như Văn Hội tát thử một bên thôi. Lốp sơ cua thì như lốp theo xe luôn này. Lốp sơ cua như lốp theo xe nhá. Rất tuyệt vời luôn. Một vòng luôn. Cảm biến sau này, camera lùi này, đầy đủ hết. Ghế này, anh chị quay đến ghế này. Ghế sau còn có cả bệ tựa tay. Ghế sau có cả bệ tựa tay nhá. Rồi mình quay sẽ đi dần vào trong. Hai cổng USB Type-C kìa. Hai cổng Type-C kìa. Rất rực rỡ luôn đúng không? Đó. Đó, tuyệt vời chưa? Đây. Chúng ta có tiếp cái gì nữa nào? Bật chìa khóa điện lên anh chị nhá. Chúng ta bật chìa khóa điện lên này. Để nhìn trực quan hơn này. Bảng đồng hồ Optichông. Bảng đồng hồ Optichông này. Đó, anh chị nhìn thấy không? Vô lăng nhá, lần này là full phím rồi. Điều khiển volume này, tăng giảm này, màn hình TOTA này, chuyển kênh này, mode này, thoại rảnh tay này, vô lăng khâu bọc da này, màn hình Optichông này, đầy đủ hết này. Màn hình này có kết nối CarPlay Android Auto luôn này. Đầy đủ nhá. Chìa khóa, điều hòa này. Hộp số tự động, hộp số tự động. Anh chị nhìn này, một cái chất da này, anh chị nhìn chất da này. Nhìn chất da này, da PU này. Mềm. La phông trần ở trên sẽ là màu xám chì này rồi. Sẽ rất sạch, màu này rất sạch này. Đèn cả phía trước cả phía sau luôn. Rồi tiếp tục nào. Ở đây đi. Tapi cửa này. Tapi cửa chúng ta có gì ở đây? Tapi cửa thì chúng ta còn có luôn, đó chính là công tắc kính auto này. Chốt khóa kính, chốt khóa cửa này, cùng cương điện này. Đó, gì nữa? Quay ngang này, chúng ta nhìn thấy này. Một cái không gian nội thất ở bên trong này. Cực kỳ là sang trọng luôn. Và một cái hay nữa mà Văn Hội muốn nói đến anh chị rằng là mỗi lần mà Văn Hội review xe, nhiều anh chị bảo rất chi tiết là gì ạ? Chúng ta còn quay khối trái tim cơ. Đây là trái tim của xe nhá. Mỗi một cái lẫy thôi. Lẫy trên nắp capo thôi. Động cơ 1.5 dual VVTi. Đây có cái chốt này, chúng ta có thể gài ở đây. Hoặc là gài ở đây nhá. Hai cách nhá. Đó, hai vị trí. Động cơ 1.5 dual VVTi 20 cam cho kết hợp với hộp số CVT vô cấp, tiết kiệm nhiên liệu 4,67 lít cho đường trường. Thực tế có khi ít hơn nữa anh chị nhá. Trên nắp capo còn có những cái phần tấm nỉ cách âm cách nhiệt như thế này. Trong Vios thì được thiết kế thuần TOTA tỉ mỉ. Đèn bi LED này, anh chị nhìn này. Bình thường độ cái bóng bi này là 20-30 triệu đấy mà lại được theo xe luôn. Tuyệt vời. Chúng ta cất đi. Rồi, một vòng quanh chiếc xe Toyota Vios 1.5 ECVT ở thế hệ mới nhất hiện nay. Vừa rồi đó chính là chi tiết và để nhận báo giá chương trình khuyến mại mới nhất, trả thẳng, trả góp, giao xe toàn quốc. Anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá nào. Kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.